Cảm ơn mọi người đã quay lại với video của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc đang lên cái bộ tay 20 nha mọi người. Bộ này thì Mộc gom cây làm cỡ một năm nay hơn rồi. Đấy, thì bây giờ đang làm hoàn thiện nha mọi người. Bộ này thì bộ tay 20 đó, nhưng mà mặt bàn, mặt ghế của nó lại là gỗ gõ đỏ. Nhưng mà chất cây của bộ này là gỗ chèm rừng nha mọi người. Nhưng mà loại này tay 20 thì mọi người biết là gỗ chèm rừng ấy, nó không có cây lớn. Nên để làm được những cái bộ này ấy, thì Mộc phải để dặn cây á. Đó, để gom cây lại dần á, thì mới lựa được cái bộ cây nó đẹp được. Đấy, bộ này bộ tay 20 nha mọi người. Còn bộ set B này là bộ tay 16 à. Mọi người thấy bộ tay 16 với bộ tay 20 này để so là nó rất là nhỏ ấy mọi người. Bộ này rất là khủng luôn. Đó, bộ này tay cột 20. Mặt bàn, mặt ghế là gỗ gõ đỏ nguyên tấm. Chỉ Mộc làm dày 2 phân rưỡi, Mộc kẹp lên 5 phân thôi. Thì mấy bữa nữa nếu mà được thì Mộc sẽ quay review cho mọi người coi mẫu này. Đây là hai cái ghế đơn. Đó. Hàng hai cái con nghe song lân này thì Mộc đục thủ công bằng tay. Còn dưới cái tay nghe nguyên khối này thì đục bằng máy, xong mình chỉnh sửa bằng tay sơ lại. Gỗ chèm rừng nha mọi người, nó rất là hoàn tráng luôn, về hàng độc quyền, hàng hiếm nha mọi người. Đó, một bộ như thế này thì Mộc đang bán với giá hiện tại là 97.900.000. Nếu mọi người có ai mà thích mẫu hàng này, mặt là mặt gỗ gõ đỏ nguyên tấm. Đó. Kẹp dạ dày 5 phân, chân móng viền đục sâu, Mộc làm như hàng gỗ gõ đỏ hết luôn. Nhưng mà mình làm chất cây nó gọi là tầm thường hơn là gỗ chèm rừng. Đó, nhưng mà sáng rất là tốt. Đó, xài mấy hàng ngày thì xài 5-60 năm thì cũng ok. Đó, vậy nha mọi người nha. Chào mọi người.